À, quý khán giả thân mến, hiện tại Việt đang có mặt trên con đường tỉnh lộ 177 từ Tân Quang vào Su Phi. Vâng, hôm nay Việt sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn con đường hiện tại đang thi công, cũng gần xong rồi nhưng do thiên tai sạt lở rất nhiều nơi, như có chỗ nơi thì sụt lún này, nứt đường này, chỗ thì sạt lở cực kỳ là nguy hiểm vì ta ly khá là cao. Trên những ngày này thì của thiên tai Hàn Sang nói chung cũng như đường Su Phi nói riêng thì khá là bị thiệt hại nặng nề. Như sạt lở thì gây ra thi các nhà thực hầu thi công cực kỳ là khó khăn. Có chỗ thì vừa thi công xong lại sạt ụp, lại nhà thầu lại phải khắc phục, nên là rất là khó khăn trên con đường này mọi người ạ. Thì hôm nay Việt sẽ quay toàn cảnh cho quý vị. Thì có chỗ sạt lở cực kỳ nguy hiểm, rất là nguy hiểm, nên là nếu con đường này mà không có việc gì quan trọng ấy thì không nên đi di chuyển vào đường Su Phi mọi người nhé. Thì rất là khó khăn vì con đường này rất nhiều chỗ đang sạt lở này, thiên tai lớn kinh khủng thật mọi người ạ. Như có chỗ này thì bị sạt lở vùi lấp xe ô tô này, xong lại vùi lấp luôn cả người này, như chỗ Việt đang quay đây, đang đứng để quay cho quý vị xem đây. Một chỗ thì sạt lở nguy hiểm, tắc đường, bà con đi lại rất là khó khăn, phải đi đường vòng, ô tô đến cũng không thể đi được. Việt quay cho quý vị xem này, này còn cứ mưa là thiên tai sẽ lại sạt tiếp. Như hôm nay mưa còn nhỏ thì sáng đến đây quay này, chứ mà to là Việt sẽ không quay. Như đây trạng như đây này, sói luôn này. Chỗ này là như không còn chân rồi, con đường này sạt nó xuống hết chân rồi mọi người ạ. Đấy, hiện tại giờ đang mưa, Việt sẽ lại thôi di chuyển đi chỗ khác. Con đường này mưa này rất nguy hiểm, nên là Việt nhắc lại lần nữa là không nên đi nếu mà không có việc gì nhá. Thôi Việt xin khép lại video ở đây và xem những hình ảnh thước phim qua flycam của Việt nhá. Xin mời và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với kênh Việt Vùng Cao. Mùa xuân anh lên thăm quê em trên những con đường quanh co đèo dốc, nhà máy như om núi, núi như om mây, ruộng bậc thang trên đỉnh đèo mây có bạn em. Mùa xuân anh lên vùng cao Hà Giang để hoa Su Phi quê hương em, người đồng người giao người tây người mông đoàn kết bên nhau làm đẹp quê hương mình. Tiếng khen gọi bạn giữa tiếng chợ mùa xuân, hoa Su Phi ơi, quê hương em đó. Hoa Su Phi ơi, vùng cao quê em đang thay đổi nhiều, những mùa quả ngọt thì đến tận miền xuôi, hoa Su Phi ơi. Chẳng muốn về xuân anh lên thăm quê em trên những con đường quanh co đèo dốc, kia mấy như om núi, núi như om
trên đỉnh đèo mây có bạn em. Mùa xuân anh lên vùng cao Hà Giang về Hoàng Su Phi quê hương em. Người Nùng người Dao người Tày người Mông đoàn kết bên nhau tre, tiếng khen gọi bạn giữa phiên chợ mùa xuân. Hoàng Su Phi ơi,